lên. Dạ vâng, nhà gì? Con chứ không, mình gọi sống khỏe mạnh nha. Sống lâu trong tuổi. Tối lại trong tuổi. Tối lại trong tuổi. Con sức khỏe, vui vẻ. Nhớ. Chúc gì khác rồi? Con bị trước lời chúc. Con chúc ông bà nội ngày càng đẹp hơn. Chúc bà nội khỏe hơn. Chúc bà nội vui vẻ ha. Quyền chị hai nói sao ý nghĩa rồi. Nhân dịp năm mới, chúc ông bà nội sức khỏe và sự như ý, luôn nhiều niềm vui cho cuộc sống và hy vọng có thể qua Canada chúc tụi con. Giữ sức khỏe chờ qua Canada với tụi con, đúng rồi, mấy đứa kia. Có lên cần đi. Rồi, chúc là rất là hay ha. Rồi, ông bà nội chúc tụi con vậy ha. Sức khỏe, vui vẻ. Nha. Rồi. 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 Rồi